Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến dự án luật an toàn thông tin. Trường Trung học cơ sở Cao Minh, thị xã Phúc Yên kỷ niệm 50 năm thành lập. Chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 9, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020. Dự buổi giám sát có đồng chí Hồ Thị Thủy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sơn, tỉnh ủy viên, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng theo xu hướng tự giác, có tổ chức, rộng khắp. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao tăng theo từng năm. Tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt từ 13,6 đến 17%. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện thể dục thể thao của người dân được tăng cường đầu tư. Đến nay toàn tỉnh có 8 huyện thành thị đã có sân vận động, nhà luyện tập thi đấu thể thao. 41% số xã phường thị trấn có sân vận động. 43% xã phường thị trấn có nhà tập luyện thể dục thể thao. Qua các phong trào thể dục thể thao quần chúng đã phát hiện những tài năng thể thao làm nhân tố cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Sơn đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Có những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm tốt công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể dục thể thao, tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh về lĩnh vực thể dục thể thao ở các địa phương. Chiều ngày 3 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia về dự án luật an toàn thông tin. Đồng chí Hồ Thị Thủy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Luật an toàn thông tin gồm 8 chương, 63 điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, bao gồm bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, mật mã dân sự, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, quản lý nhà nước về an toàn thông tin, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin. Tại hội nghị, đa số các đại biểu đồng tình cao với sự cần thiết của luật an toàn thông tin trong thực tế. Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến tên của luật, thẩm quyền quản lý mật mã, dân sự, vấn đề kinh doanh an toàn thông tin, quyền lợi trách nhiệm của cá nhân tổ chức được quy định trong luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin, tính đồng bộ, khả thi và phù hợp của luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nhiều khái niệm đề cập trong luật chưa rõ ràng, khó hiểu, cần phải điều chỉnh một số cụm từ chuyên ngành sao cho dễ hiểu, gần gũi với người dân. Phạm vi điều chỉnh của luật chưa đầy đủ, chưa bao quát hết các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, cách phân loại thông tin còn lỏng lẻo. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thủy thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để báo cáo trình kỳ họp Quốc hội tới. Những năm gần đây, tỉnh ta đã ban hành nhiều nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Nhờ triển khai kịp thời các cơ chế hỗ trợ, một số địa phương đã hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao, như vùng bí đỏ Vĩnh Tường, bí xanh, dưa chuột, dưa hấu Tam Dương, ớt, cà chua, rau su su Tam Đảo, thanh long, dưa đỏ Lập Thạch. Giá trị sản xuất tại các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp tăng gấp từ 3 đến 5 lần so với trước đây. Sản phẩm chất lượng hàng hóa nông nghiệp cũng ngày càng đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu.
Dự án trồng thí điểm thanh long ruột đỏ của huyện Lập Thạch được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013 tại các xã Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ. Đến nay, huyện Lập Thạch đã hình thành được vùng chuyên canh thanh long với diện tích khoảng 120 ha. Giá trị thu nhập cho người trồng thanh long ruột đỏ đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một ha. Qua việc thực hiện dự án đã hình thành tư duy sản xuất mới cho người nông dân. Tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân, hướng dẫn nhân dân để cải tạo cái vườn thanh long trên cơ sở cái vườn cũ đã có những cái diện tích mà cho cái chất lượng quả cao thì sẽ nhân giống tại vườn. Cái thứ hai nữa là áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào để mà thực hiện theo cái quy trình Việt Gáp để tạo ra cái chất lượng quả tốt cũng như là sự đồng đều cao. Vấn đề thứ ba nữa là sẽ phối hợp với các cái đơn vị doanh nghiệp ở các địa phương khác để mà xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm thanh long của người Lập Thạch ra các địa bàn các tỉnh ngoài và có thể tiến tới là xuất khẩu. Bên cạnh giá trị, hiệu quả bước đầu đem lại tại các vùng sản xuất hàng hóa, nhưng khó khăn về liên kết tiêu thụ sản phẩm, chất lượng cây giống, đất đai manh mún, kỹ thuật sản xuất, bảo quản hàng hóa sau thu hoạch là những vấn đề khó khăn cần được quan tâm đối với vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tôi nghĩ cái khó khăn đầu tiên là đấy do cái sản xuất trong manh mún. Và để giải quyết cái bài toán này thì tỉnh cũng như là các địa phương phải tiếp tục có cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện để nó tích tụ ruộng đất. Ví dụ như là dồn thửa đổi ruộng đấy, để như vậy là ít nhất một hộ nông dân hoặc là một chủ hộ cũng phải có một vài hecta. Bởi vì chỉ có thế thôi thì người ta mới tạo ra một cái khối lượng nó đủ lớn được. Chứ còn một vài sào sản xuất ra thì cái khối lượng sản phẩm nó ít cho nên là nó không có cái sức hút đối với thị trường. Việc hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung dựa trên việc thu gom ruộng đất đã làm thay đổi tập quán canh tác sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị sản xuất. Song những khó khăn bất cập từ thực tiễn cũng cần có giải pháp cơ chế kịp thời để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông nghiệp an toàn bền vững, có khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Sáng ngày 4 tháng 9, trường Trung học cơ sở Cao Minh thị xã Phú Yên tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khai giảng năm học 2015-2016. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường Trung học cơ sở Cao Minh đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học được tăng cường đầu tư hiện đại đồng bộ. Chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua không ngừng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường phát triển cả về chất lượng và số lượng. Đến nay 100% cán bộ giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Phát huy những kết quả đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển, năm học 2015-2016, trường Trung học cơ sở Cao Minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo mô hình trường học mới. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi cán bộ giáo viên trong toàn trường. Duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia đã đạt được. Ghi nhận những kết quả đạt được nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Cao Bình đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016. Sáng ngày 4 tháng 9, trường Trung học cơ sở Sông Lô, huyện Sông Lô tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng năm học vừa qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Sông Lô, huyện Sông Lô đã khắc phục khó khăn, vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt. Nhà trường luôn duy trì nâng cao chất lượng giáo dục với trên 60% học sinh giỏi toàn diện, không có học sinh yếu kém. Nhà trường có 273 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 2 học sinh đạt 2 huy chương vàng trong kỳ thi toán Hà Nội mở rộng, 5 giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trong đó có sản phẩm được mời trưng bày tại Mỹ. Phát huy những thành tích của năm học vừa qua, trong năm học mới 2015-2016, thầy và trò trường Trung học cơ sở Sông Lô quyết tâm đẩy mạnh chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển con người toàn diện trong giai đoạn mới. Hoạt động chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần đã thể hiện tinh thần yêu nước, gắn kết tinh thần đồng bào cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tiên học lễ, hậu học văn. Lễ chào cờ ở mỗi trường học mang ý nghĩa đặc biệt đối với các thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Nghi thức chào cờ cũng là bài học lễ đầu tiên của mỗi học sinh.
Trong buổi tập chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, các em học sinh được tập lễ chào cờ, hát quốc ca đầu tiên. Những ánh mắt trong trẻo của các em học sinh luôn hướng về cột cờ với lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió. Những học sinh tiểu học, trong đó có 280 học sinh lớp 1 ở nhà vẫn còn bé bỏng trong vòng tay cha mẹ. Vậy mà khi tập các nghi thức chào cờ, hát quốc ca, các em thể hiện với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm. Với học sinh tiểu học, các em vẫn còn nhỏ để có thể hiểu về lịch sử, ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng các em đã cảm nhận được sự thiêng liêng khi nhìn thấy biểu tượng của đất nước cùng niềm tự hào dân tộc khi đồng thanh hát lên bài quốc ca của dân tộc. Bài quốc ca này con được học từ hồi còn lớp 1 và con cảm thấy rất vui ạ. Con cũng được cô giáo dạy quốc ca lâu rồi và khi mà con hát quốc ca thì nó cho con một cái cảm giác hào hứng hơn. Vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, nhiều học sinh lớp 1 của nhà trường cũng tự tin tập luyện xếp hàng ngũ hát quốc ca với tinh thần hăng say. Với các em học sinh lớp 1, bài học đầu tiên của các em khi bước vào bậc tiểu học là nghi thức chào cờ hát quốc ca. Con chỉ thuộc bài quốc ca thôi ạ, bố con dạy ạ. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiêm màu da xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Bước vào năm học mới, trường tiểu học Đồng Đa đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó sẽ tập trung đổi mới hoạt động chào cờ, hát quốc ca vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Như mọi năm thì chúng tôi cho các em học sinh hát theo nhạc đệm. Tuy nhiên năm nay thì chúng tôi tập cho các em học sinh hát không có nhạc đệm. Và qua cái sự tập luyện thì tôi thấy rằng là các em học sinh hát rất là tốt. Bằng cả cái sự nhiệt tình và cái trái tim mình nữa. Qua đây tôi muốn giáo dục cho các em học sinh cái tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước và đặc biệt là muốn hướng tới tổ quốc đất nước mình ngay từ những ngày cắp sách đến trường đầu tiên. Nghi thức chào cờ hát quốc ca đầu tuần giúp các em học sinh nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức rõ trách nhiệm của mình, cần gắng sức học tập để xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Chào cờ hát quốc ca cũng chính là bài học đầu đời có ý nghĩa của các em học sinh. Đó là bài học về lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, các trường trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung sẽ khai giảng năm học mới 2015-2016. Đây là một sự kiện quan trọng đối với các em học sinh, các gia đình. Tùy từng điều kiện, họ đã chuẩn bị những gì tốt nhất dành cho con mình bước vào năm học mới. Là một trong những gia đình có con vào lớp 1, chị Phùng Bích Thảo ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết để con mình có điều kiện tốt nhất bước vào bậc tiểu học. Một năm học mới nữa lại bắt đầu. Đây không chỉ là ngày vui của rất nhiều các em học sinh mà còn là ngày vui của phụ huynh các em. Hãy cùng chúng tôi vào thăm một gia đình tại thành phố Vĩnh Yên để xem bước vào năm học mới họ chuẩn bị như thế nào cho con em của mình ạ. Mỗi ngày đi học, bé Nhung đều được bố mẹ chuẩn bị rất chu đáo các vật dụng, đồ dùng học tập để đưa bé đến trường. Vì mới chuyển từ bậc mầm non sang bậc tiểu học, bé Nhung không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Chào chị ạ. Bước vào năm học mới thì chị đã chuẩn bị như thế nào cho con của mình ạ? Con gái tôi năm nay bước vào lớp 1 thì gia đình thì tâm lý lúc đầu thì cũng rất là lo lắng vì không biết là con gái mình có thích nghi được hay không. Chính vì vậy mà những ngày đầu thì bước vào năm học mới thì vợ chồng chúng tôi đã chuẩn bị cho cháu một cách tốt nhất để cho cháu biết cách là rèn luyện cho chính mình, ví dụ như là cho cháu ngủ dậy đúng giờ này, cách ăn uống đúng giờ này và vệ sinh cá nhân. Và bước đầu thì thôi hai vợ chồng cứ thay phiên nhau đưa cháu đến trường. Xin chị cho biết thêm là cái tâm lý của trẻ mới từ bậc mầm non chuyển sang bậc tiểu học thì cháu nhà mình có tâm lý như thế nào và chị đã chuẩn bị cho cháu những cái hành trang ra như thế nào để bước vào lớp 1 ạ? Thực ra thì con gái mình mới bước vào lớp 1 nhưng mà cháu cũng rất là biết cách để chuẩn bị những cái đồ dùng cá nhân. Ví dụ như là buổi sáng đi học thì cháu thường là tự xếp sách vở này, chuẩn bị quần áo này và tự ra đánh răng. Chính vì vậy mà vợ chồng chúng tôi cũng thấy rất là yên tâm.
Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, song gia đình anh Hà Trọng Thái, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô vẫn cố gắng trang bị cho các con mình những điều kiện cần thiết để bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Và tính đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho năm học mới từ nhà trường đến các hộ gia đình đã được hoàn tất. Và ngồi cạnh tôi đây là anh Hà Trọng Thái, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô. Anh Thái có 3 con nhỏ, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng anh đã làm hết sức để cho các em có một năm học mới. Vâng, xin anh cho biết là để đón năm học mới cho các cháu nhỏ thì gia đình anh đã chuẩn bị như thế nào? Dù gia đình chúng tôi là nhà nông, làm ăn nó có thể là rất vất vả trong công việc, thế nhưng mà chuẩn bị vào đầm năm học mới, gia đình chúng tôi là sắm sửa đầy đủ cặp sách, quần áo, giày dép cho các cháu để ngày mai các cháu là ngày 5 tháng 9 toàn dân đưa trẻ đến trường để cho các cháu hòa nhập với nhà trường và các bạn để cho các cháu vui trong học tập và rèn luyện trong học tập. Hòa chung không khí cả nước đón chào năm học mới 2015-2016, các trường học trên địa bàn huyện Sông Lô đã và đang náo nức chuẩn bị cho ngày khai giảng. Công tác khai giảng năm học mới 2015-2016 thì đối với trường mầm non Tam Sơn chúng tôi thì chúng tôi cũng đã ngay từ khi cuối tháng 7 và đến đầu tháng 8 là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, rà soát lại đầy đủ các cơ sở vật chất. Và hơn nữa đó là về đội ngũ giáo viên thì chúng tôi cũng đã tham mưu với phòng giáo dục để có cái cơ chế bổ sung thêm giáo viên, đủ hai giáo viên trên một nhóm lớp để chuẩn bị đón các cháu. Và đặc biệt là các nhóm lớp thì chúng tôi cũng phát động cái phong trào văn hóa văn nghệ của các nhóm lớp để chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Trước thềm năm học mới, các bậc phụ huynh đều dành những điều kiện tốt nhất cho con em của mình, với niềm hy vọng, tự hào của bậc làm cha làm mẹ về một tương lai tốt đẹp hơn dành cho các em. Xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo nhằm tiếp bước thực hiện chuẩn chất lượng tại các bậc học. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, năm học 2014-2015, toàn ngành giáo dục Vĩnh Phúc đã công nhận mới thêm 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Những năm qua, công tác này đã góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh và giáo viên giảng dạy. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, năm học 2014-2015, toàn ngành đã công nhận thêm 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc mầm non 8 trường, bậc tiểu học 6 trường, bậc trung học cơ sở 3 trường. Nâng số trường đạt chuẩn quốc gia bậc mầm non lên 134/183 trường, bậc tiểu học có 159/174 trường, bậc trung học cơ sở có 96/147 trường, bậc trung học phổ thông có 14/39 trường đạt chuẩn. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 403 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74%. Cùng với cả nước, tất cả các điểm trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới trong ngày 5 tháng 9. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp khai giảng, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông. Nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn, từ sự chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị chức năng đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của phường, xã, thôn, xóm. Chú trọng cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông, hậu quả tai nạn giao thông, các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông. Đặc biệt đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh chủ động triển khai các phương án ngăn chặn các hành vi gây rối, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng. Vào đầu năm học mới thì công an tỉnh cũng có cái điện chỉ đạo đối với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát những cái trường hợp học sinh đi xe điện không đội mũ bảo hiểm, rồi dàn hàng ngang, hàng hai, hàng ba đi trên các tuyến đường, thì chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng kiểm tra ở dọc cái tuyến đường cũng như là ở đối với đến các cổng trường để đề nghị ban giám hiệu của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền phổ biến giáo dục các em để các em chấp hành tốt cái luật lệ giao thông.
Bên cạnh đó, trong đợt này, lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện, thành thị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, liên xã, đường giao thông nông thôn, nhất là tình trạng người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch phối hợp với các nhà trường và đoàn thanh niên của nhà trường, ban chỉ đạo của nhà trường cùng để đến nhà trường và tập trung nâng cao cái công tác tuyên truyền đối với các em học sinh, đặc biệt là vào trong dịp đầu năm học mới. Và đối với các em học sinh từ lớp 9 chuyển về lên lớp 10 thì có nhiều em còn bỡ ngỡ khi tham gia giao thông, và đặc biệt đối với các gia đình có điều kiện thì hiện nay là còn có mua sắm xe đạp điện cho các em, nên cái việc chấp hành tham gia giao thông đối với các em còn nhiều cái bỡ ngỡ, nên chúng tôi đẩy mạnh cái phong trào tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để cho các em nhận thức được cái vai trò của mình khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bậc phụ huynh và con em tham gia giao thông trong ngày khai giảng, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thì mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sư đoàn 304 Quân đoàn 2 vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện quân nhân dự bị và đơn vị dự bị động viên theo Chỉ thị 06 của Bộ Quốc phòng tại Sư đoàn 304 năm 2015. Trong thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sư đoàn 304 Quân đoàn 2 huy động 1.364 đồng chí quân nhân dự bị trên địa bàn tỉnh tham gia huấn luyện. Công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng đủ nội dung theo quy định, sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Tập trung quân số huấn luyện đảm bảo 100%, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, thực hiện đầy đủ các bước trên thao trường, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, nắm chắc nguyên tắc tác chiến, hiệp đồng chiến đấu của cán bộ khung B, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị cho quân nhân dự bị. Công tác quản lý duy trì kỷ luật nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý. Qua kiểm tra đánh giá, các đơn vị đều đạt khá và giỏi. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La vừa qua tại thành phố Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 20 năm 2015. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tham dự chương trình này. Hơn 200 tác phẩm đã được trưng bày tại triển lãm với sự tham gia của các họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ 15 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Các tác phẩm trưng bày cho thấy trình độ chuyên môn nghệ thuật cao, đầy đủ các tác phẩm về hội họa, đồ họa, điêu khắc, trang trí, sắp đặt với nội dung phong phú, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam, tình yêu biển đảo, biên giới Tổ quốc. Tham dự triển lãm, tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi 35 tác phẩm, trong đó ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm của 16 tác giả để trưng bày tại triển lãm. Các tác phẩm đa dạng phong phú về nội dung và chất liệu được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá rất cao. Trong 15 tỉnh tham gia cái triển lãm khu vực 3 Tây Bắc Địa Bắc, thì tôi nghĩ rằng là Vĩnh Phúc cũng có một cái nét riêng trong cái mặt bằng chung của khu vực. Vĩnh Phúc có một cái giải B là gốm của anh Hiền. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái tương quan chung thì điêu khắc cũng có cái nét trầm xuống, chững lại. Tôi nói ví dụ như là Thái Nhật Minh cũng là một cái tác giả của Vĩnh Phúc, cũng rất thành công về tiếng nói điêu khắc của các cái gọi là cái thế hệ trẻ. Và tôi nghĩ rằng là chính cái điều này nó cũng đang thể hiện rằng là một cái sứ mệnh mới đang đến gần và đang giao cho một cái thế hệ mới, những cái nghệ sĩ mà 7X, 8X và 9X. Điều này thì tôi cho rằng là một sự kế tục hết sức tốt đẹp, và nó làm cho cái xu thế phát triển của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam nó có cái cơ để thay đổi. Là một trong hai tác giả đạt giải cao nhất với tác phẩm Xin Chào, chất liệu gốm do Hội đồng Nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn, tác giả Lê Phạm Hiền, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc vui mừng chia sẻ. Khi mình xây dựng cái tác phẩm này là cái tác phẩm Xin Chào, một người phụ nữ, người dân tộc theo đúng của người Việt Nam, với một chiếc áo choàng mùa đông và một chiếc khăn quàng cổ, thì cũng thể hiện cho một cái nét Á Đông của người Việt Nam.
Ban tổ chức đã trao 2 giải B là giải cao nhất cho tác phẩm Chợ Phiên, chất liệu khắc gỗ của tác giả Nguyễn Việt Dũng, tỉnh Hòa Bình và tác phẩm Xin Chào, chất liệu gốm của tác giả Lê Mạnh Hiền, tỉnh Vĩnh Phúc. 1 giải C và 5 giải khuyến khích. Triển lãm trưng bày các tác phẩm mỹ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 6 tháng 9. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô đã hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí. Trong năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây quyết tâm phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới. Với mục tiêu về đích trong năm 2015, Đảng bộ xã Nhân Đạo đang cố gắng tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, môi trường. Để làm được như vậy, chính quyền địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những công việc cụ thể tại địa phương nhằm khuyến khích người dân tham gia đóng góp sức người sức của, thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Chúng tôi đã vận động 18 hộ dân nằm trên tuyến đường trục cầu khoai đã hiến đất làm đường được 342 m² và 86 cây xoan và các loại. Ngoài ra các hộ còn dỡ các bờ rào xi là 200 m về phía nhà thôn đối với thôn để thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Bước đầu tiên chúng tôi đã vận động nhân dân mỗi hộ đóng góp 200.000 để đổ cái sân cầu lông thể thao tại nhà văn hóa thôn Minh Tân. Và tới đây chúng tôi vận động mỗi hộ của thôn Minh Tân là đóng góp 350.000 đồng để xây, tu sửa và mở rộng cái nhà văn hóa thôn Minh Tân để chúng tôi đạt được tiêu chí của nhà văn hóa thôn Minh Tân theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay hệ thống kênh mương của xã Nhân Đạo đã được cứng hóa hơn 4 km trên tổng số 23 km, đạt 18,2%. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt 100%. Các hạng mục trong xây dựng chợ nông thôn cơ bản được hoàn thành. Toàn xã có trên 80% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, có tổ dịch vụ vệ sinh, thu gom rác thải và vệ sinh đường làng ngõ xóm, có điểm tập kết rác thải và xử lý theo quy định. Chính quyền coi như là chỉ đạo sát thực đến tất cả các thôn dân cư, đồng thời là vận động toàn thể nhân dân đóng góp và đồng thời là đất và hiến đất để chúng ta làm đường giao thông và đồng thời là cũng như là tu sửa chỉnh trang toàn bộ tất cả các nhà văn hóa để đạt được những cái mục tiêu và cũng như là cái diện tích mà theo quy định đề ra. Để đồng thời là chúng tôi đã, ủy ban xã đã có những nghị quyết để chúng ta hỗ trợ để cho các nhà văn hóa để cho như là xây dựng và đồng thời là chỉnh trang hoặc là mua sắm cơ sở vật chất để đảm bảo vào cái chương trình là xây dựng nông thôn mới. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự ủng hộ hết lòng của nhân dân, hy vọng Đảng bộ xã Nhân Đạo tiếp tục hoàn thành những bước cuối cùng trong chặng đường xây dựng nông thôn mới năm 2015.